Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sửa luật công đoàn nhưng có xóa bỏ phí ăn cướp 3%. Mãi đến tháng 7 năm 2019, rốt cuộc một trong những mơ ước và cũng là mục tiêu đấu tranh gian khổ trong rất nhiều năm qua của người lao động cùng xã hội dân sự đã tạm đơm hoa kết trái. Chính thể độc tài toàn trị Việt Nam chưa bao giờ chịu nhả quyền lực can thiệp lẫn thao túng vào tổ chức công đoàn của công nhân đã phải chấp nhận sửa luật công đoàn. Vẫn câm nín phí ăn cướp 3%. Nhưng sự kiện mang tính quá đỗi hiếm muộn trên đã chỉ được công bố chính thức sau khi Liên minh châu Âu EU trong tư thế đành tạm hài lòng với một chút cải thiện nhân quyền cho có và hết sức chi trả của chính thể độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam đã đành phải nhả cho chính thể này bằng việc tổ chức ký kết hai hiệp định EVFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu Việt Nam, và EVIPA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với Liên minh Châu Âu vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một trong số 6 cánh tay nối dài của Đảng, đã dự kiến phạm vi luật công đoàn sửa đổi sẽ tập trung điều chỉnh với 6 nhóm quy định chủ yếu: vai trò, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, nguyên tắc tổ chức và chỉ đạo hoạt động công đoàn, quyền gia nhập công đoàn của người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, quyền gia nhập hệ thống công đoàn Việt Nam của tổ chức đại diện người lao động, các hành vi phân biệt đối xử, can thiệp, thao túng chống công đoàn, tài chính công đoàn. Theo kế hoạch dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công đoàn dự kiến trình Quốc hội khóa 14 cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 2019 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5 năm 2020. Thế nhưng cáo chết không chừa nết, một trong những nội dung cốt lõi trong luật công đoàn cần phải xóa bỏ là phí ăn cướp 3% vẫn không được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu ra, trong khi trước đó chính chủ thể này đã là tác nhân muốn giấu biến luật công đoàn để khỏi phải sửa đổi. Âm mưu cho đến nay không phải thông tin từ các cơ quan chính quyền mà là từ giới xã hội dân sự đã cho người lao động biết một yêu sách bắt buộc. Luật công đoàn năm 2012 có khá nhiều mối quan hệ giữa hữu cơ qua lại với Bộ Lao động và một cách đương nhiên theo đòi hỏi của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mà Việt Nam đã tham gia, và cả hai hiệp định EVFTA và EVIPA mà Việt Nam có thể sẽ được tham gia. Khi sửa luật này thì đồng thời phải sửa luật kia và ngược lại. Nhưng cái cách sửa luật song trùng như thế rất có thể vẫn là sẽ mãi là kỳ vọng mà không thể biến thành một thứ thực tế nào, dù chỉ là thực tế thật khiêm tốn, bởi trong thực tế năm 2018 và cho đến tận gần đây đã tồn tại âm mưu không sửa luật công đoàn. Bằng chứng của âm mưu trên trớ trêu thay lại là lộ ra bởi Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 và 11 năm 2018, mặc dù đã phải thừa nhận sẽ cạnh tranh với công đoàn độc lập được lập ra bởi công nhân trong tương lai, Phạm Bình Minh vẫn thản nhiên nói trước Quốc hội, cho đến hiện nay thì chính phủ không đề xuất sửa luật công đoàn. Đó chính là nguồn cơn sâu xa và bệ rạc để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong suốt một thời gian dài đã không hề trình dự thảo nào về sửa đổi luật công đoàn. Nhưng vì sao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại tha thiết với luật công đoàn cũ đến thế? Không ăn cướp là cái gì? Cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nằm trong số 6 cánh tay nối dài của Đảng, bị xem là bám chặt vào đời sống ký sinh, mỗi năm tiêu xài đến 14.000 tỷ đồng tiền ngân sách, tiền mà người dân è cổ đóng thuế để nuôi bộ máy này. Nhưng ngoài cấp tiền từ ngân sách, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn một nguồn thu rất mồ mỡ khác.
Trong rất nhiều năm qua, bằng một quy định tài chính tự đặt ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức được xem là cánh tay nối dài của Đảng đã nghiễm nhiên phe phỡn hưởng thụ ít nhất 3% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp, gồm 2% do doanh nghiệp phải đóng góp và 1% từ thu nhập cá nhân của người lao động. Một quy định mà rất nhiều doanh nghiệp và công nhân đã phẫn nộ, không ăn cướp thì là cái gì? Nhưng cho tới nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn chưa hề minh bạch tài chính, hay nói thẳng là chưa hề công bố con số thu hàng năm từ phí ăn cướp 3% là bao nhiêu, chi cho những mục đích gì và số tiền mà cơ quan này lợi dụng để ăn chơi nhảy múa thầm lạm đến mức độ nào. Cho đến năm 2019 và khi chính thể Việt Nam đã phủ phục sát thềm CPTPP và EVFTA, thái độ của kẻ cướp vẫn chẳng có gì gọi là phục thiện. Mối quan hệ giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với những đơn vị do cơ quan này làm chủ quản, thậm chí còn tồi tệ đến mức vào tháng 6 năm 2019, Đại học Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn đã trở thành mục chỉ đầu tiên tố cáo cơ quan chủ quản của đại học này là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chế độ nộp tô đến 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế. Có thể hiểu là phải nộp đến 30% của phần lợi nhuận ròng sau khi đã nộp thuế. Trả thù đê tiện. Đáng chú ý, thư tố cáo trên mà được gửi đến các cơ quan của Đảng và chính quyền, nhưng không phải lưu hành nội bộ mà được Đại học Tôn Đức Thắng công bố cho báo chí nhà nước như một thông điệp sẵn sàng đối mặt với cơ chế đầy bất công và tham lam của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Có thể cho rằng đây là lần đầu tiên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bị một vố đau điếng từ thư tố cáo của một đơn vị do cơ quan này làm chủ quản, và cũng là lần đầu tiên một đơn vị cấp dưới như Đại học Tôn Đức Thắng thấm thía về thói hư tật xấu và nạn thù vặt bẩn thỉu đê tiện của giới quan chức chủ quản luôn tụng niệm định hướng xã hội chủ nghĩa và luôn chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động là đến mức độ nào. Nhưng chỉ đến lúc này, các đơn vị chủ quản mới nhận chân ra được việc cấp trên của họ sẵn sàng trả thù đê tiện ra sao. Ngay sau phản ứng công khai trên của Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trả đũa bằng cách đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét tính hợp pháp của việc phong giáo sư cho ông Lê Vinh Danh, hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng, và tự phong giáo sư cho giảng viên của trường đại học này mà có thể hiểu là muốn cách chức ông Danh. Chung với thời gian đòi Đại học Tôn Đức Thắng phải nộp tô, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần đầu tiên phải đối mặt với nguy cơ đa công đoàn hoặc tương lai hình thành công đoàn độc lập do người lao động thành lập và không còn nằm trong guồng máy chi phối của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sẽ cạnh tranh sòng phẳng với tất cả các liên đoàn lao động Việt Nam khi chính thể độc tài Việt Nam triển khai Hiệp định Thương mại Quốc tế CPTPP và có thể được ăn Hiệp định Thương mại EVFTA với châu Âu. Điều đó cũng có nghĩa rằng mức thu 3% ăn cướp nhiều khả năng không còn nữa. Hẳn nguy cơ hụt thu trên đã khiến cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vốn quen ăn tham, không còn cách nào khác là chóc nã các đơn vị thuộc quyền chủ quản của mình như Đại học Tôn Đức Thắng với mức thu như thể giết người. Phải xóa bỏ, thực ra sẽ cần ngạc nhiên về thói quen ăn tạp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nếu biết tường tận về một thực tế không thể chối cãi, cơ quan này chưa bao giờ đồng thuận, càng không hề lãnh đạo tổ chức bất kỳ vụ đình công nào với bất kỳ yêu cầu biểu thị chính đáng nào của công nhân trong gần 1.000 cuộc biểu tình đình công tự phát hàng năm. Nhiều nguồn tin từ giới công nhân đã khẳng định rằng nhiều lãnh đạo công đoàn nhà nước đã được trả lương cao để phục vụ cho giới chủ đầu tư và bảo vệ lợi ích của đảng cầm quyền, thay vì bảo vệ cho người lao động. Ngay cả một số nhà nghiên cứu thuộc chính quyền cũng không che giấu rằng không phải là điều bất thường khi các nhà quản lý trở thành lãnh đạo công đoàn và sử dụng công cụ này để thao túng các cuộc bầu cử công đoàn. Rất nhiều ví dụ trong thực tế đã cho thấy giới lãnh đạo công đoàn ở nhiều địa phương đã thỏa hiệp và toa dập với giới chủ và công an địa phương để theo dõi công nhân, chỉ điểm những người đứng đầu phong trào đình công để công an truy xét, sách nhiễu và bắt bớ họ. Còn giờ đây, cái thời chuyên quyền độc đoán và ăn cướp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến hồi kết.
Đã tới lúc số thu 3% ăn cướp trong nhiều năm qua mà thủ phạm là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải được kiểm toán hoặc thanh tra cấp chính phủ, đồng thời phải bị xóa bỏ hoàn toàn trong luật công đoàn sửa đổi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại bình luận góp ý để giúp cho chương trình phát triển tốt hơn. Xin hãy chia sẻ lên nhiều các trang mạng xã hội để cho thông tin được lan tỏa rộng rãi đến với nhiều người hơn. Xin hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.